Ngày nay thiền minh sát không cần sự giới thiệu đặc biệt vì ai cũng thấy rằng đó là một pháp hành thiền rất hữu ích. Cách đây 20 năm, điều này hoàn toàn trái ngược. Mọi người nghĩ rằng thiền minh sát chỉ dành cho chư tăng và ẩn sĩ, chứ không phải cho họ. Vì thế khi bắt đầu giảng về thiền minh sát, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Hoàn cảnh bây giờ đã thay đổi. Ngày nay mọi người yêu cầu chúng tôi giảng dạy về thiền minh sát. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến những sự kiện đơn giản về thiền minh sát, họ dường như không có khả năng quý trọng những điều này. Một vài người đã đứng dậy bỏ đi. Chúng ta không nên phiền trách vì họ không có căn bản về thiền để có thể lãnh hội. Một số nghĩ rằng tĩnh lặng là minh sát. Vài người nói thiền minh sát không mấy khác với thiền vắng lặng. Thiền minh sát do một số người giảng dạy tuy rất hấp dẫn trên ngôn từ nhưng đã cho thấy không thể nào thực tập được cả. Người nghe thường bị lẫn lộn. Chính vì những người này mà chúng tôi sẽ giảng chi tiết về thiền minh sát, thiền vắng lặng và thiền minh sát. Chúng ta dựa vào đâu để hành thiền? Làm thế nào để phát triển tuệ minh sát? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Có hai loại thiền: thiền phát triển sự tĩnh lặng, gọi là thiền vắng lặng hay thiền trì, và thiền để có được tuệ minh sát hay trí tuệ, gọi là thiền minh sát hay thiền quán. Hành thiền dùng 10 đĩa kasina làm đề mục chỉ đưa đến sự tĩnh lặng của tâm chứ không dẫn đến trí tuệ. Hành thiền trên 10 sự ô trược, sắc chết sình thối chẳng hạn, cũng chỉ đưa đến tĩnh lặng chứ không phải trí tuệ. 10 sự suy niệm như tưởng nhớ đến các phẩm tính của Đức Phật, giáo pháp và những thứ khác cũng chỉ phát triển sự tĩnh lặng, không phải trí tuệ. Hành thiền trên 32 thân phần như tóc, lông, móng, răng, da cũng không đưa đến trí tuệ. Chúng chỉ giúp phát triển sự định tâm hay tĩnh lặng mà thôi. Chú niệm về hơi thở cũng nhằm phát triển sự định tâm. Nhưng chúng ta có thể phát triển trí tuệ từ sự thực tập này. Luận thư Thanh Tịnh Đạo liệt kê sự theo dõi hơi thở vào những chuyên đề của thiền vắng lặng để phát triển sự định tâm. Nên chúng ta cũng xếp loại như vậy. Rồi còn tứ vô lượng tâm gồm từ, bi, hỷ, xả và bốn cõi vô sắc dẫn đến các tầng thiền vô sắc, cũng như sự hành thiền trên sự bất tịnh của thực phẩm. Tất cả những đối tượng này cũng là đề mục của thiền vắng lặng. Khi bạn hành thiền về tứ đại trong cơ thể, sự thực tập này được gọi là sự phân tích bốn yếu tố. Tuy đây là thiền vắng lặng, nhưng cũng giúp phát triển trí tuệ. Tất cả 40 đề mục trên của thiền vắng lặng đều nhằm phát triển sự định tâm. Chỉ có sự theo dõi hơi thở và phân tích tứ đại liên hệ đến thiền minh sát. Những đề mục còn lại không đưa đến tuệ minh sát. Nếu bạn muốn phát triển trí tuệ, bạn cần thực hành thêm nữa. Trở lại với câu hỏi là làm thế nào để phát triển tuệ minh sát hay trí tuệ? Câu trả lời là chúng ta phát triển tuệ minh sát bằng cách hành thiền về ngũ uẩn thủ, tức là các tính chất nơi thân và tâm tạo thành chúng sinh ngũ uẩn, làm đối tượng cho sự dính mắc chấp thủ. Ngũ uẩn có thể được bám níu một cách thỏa thích với ái dục và trong trường hợp này được gọi là chấp thủ các đối tượng giác quan, dục thủ, hoặc chúng được bám níu sai lầm do tà kiến và như vậy là chấp thủ do tà kiến kiến thủ. Bạn phải hành thiền trên các đề mục này để thấy được bản chất đích thật của chúng. Nếu không, bạn sẽ chấp chặt chúng bằng ái dục hoặc tà kiến. Một khi thấy được chúng đúng như thật, bạn sẽ không còn dính mắc vào chúng nữa. Bằng cách này bạn phát triển trí tuệ hay tuệ minh sát. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bấm đăng ký để giúp kênh phát triển nhé.